Vâng, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn hai mẫu sản phẩm mới ha, mẫu súng bắn dành cho các bé ha. Thì đối với mẫu súng này á thì sẽ có hai màu xanh và màu vàng ha. Màu nào cũng nổi hết á, cho nên các bạn lựa chọn ha. Và đặc biệt thì súng này sử dụng pin. Chúng ta mua về chúng ta sẽ tháo ốc và chúng ta lắp ba cục pin vào đây ha. Và đây là công tắc on off. Các bạn cái này là băng đạn ha. Chúng ta kéo qua và chúng ta rút băng đạn ra. Đó. Thì khi chúng ta gắn pin vào rồi, muốn hoạt động chúng ta sẽ bật công tắc qua đây. Thì khi bật công tắc qua thì motor nó sẽ hoạt động ha. Và khi chúng ta bóp cò thì súng sẽ có âm thanh. Đó, có đèn vào trước ha. Và đèn ở trên đây. Đó, rất là đẹp. Đó, tương tự thì cây màu xanh cũng như vậy ha. Thì chúng ta muốn bắn đạn á, thì chúng ta gài 6 viên đạn vô đây. Thì bộ sản phẩm của nó sẽ có 12 cái viên đạn ha. Ngoài ra khi bạn mua sản phẩm này, chúng ta còn thêm một cái vĩ đạn nữa ha. Chúng ta có thêm một cái vĩ đạn nữa. Đó, thì đây là vĩ đạn của chúng ta ha. Thì nói chung là random, thì mình có thể gói màu đỏ, màu xanh, màu xám hoặc là màu vàng. Đó, và vĩ đạn kèm theo cái súng này là kèm thêm ha, chứ bộ sản phẩm của nó chỉ có 12 viên như này thôi. Chúng ta sẽ được thêm một bộ như thế này. Đó. Rồi, thì đối với cái súng này á thì các bạn có thể tháo được cái bán súng ra bằng cách ta đẩy xuống, có mũi tên chĩa xuống nè. Mũi tên chĩa xuống ta đẩy xuống bằng tay rút ra. Đó. Thì cầm cái súng ngắn gọn như thế này cũng được cho nó nhẹ. Chúng ta gắn vào. Cũng ok. Cái nòng này, nòng súng này chúng ta tháo ra rồi ha, tháo ra vẫn được. Chúng ta gắn vào cũng được. Đó, tháo ra, khi bạn tháo ra nó sẽ như thế này. Nó ngắn gọn nhìn giống như cái lục nhưng có điều hơi mập một chút xíu. Đó. Sau đó chúng ta gắn vào. Đấy, gắn vào như thế này. Đó, tương tự cây màu xanh cũng như vậy ha. Cả hai bên thiết kế khá là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn băng đạn vào và test thử cái mẫu súng này cho bạn xem. Rồi, bắn canh rồi. Bắn. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Con canh đâu vậy? Bắn tiếp đi. Canh mấy viên đạn kìa. Bắn. Trời ơi, canh mấy viên đạn màu đỏ nè. Nhìn đâu dưới đất vậy? Gì vậy? Đâu ta? Rồi, bắn. Ây da, hay quá, bắn nữa. Rồi ok, thì mình đã bắn thử cho các bạn xem ha. Nói chung thì chúng ta canh thì mới trúng, còn mình bắn đại bắn bừa nên là lúc trúng lúc không. Thì nếu các bạn quan tâm mẫu sản phẩm này, nhanh tay truy cập dẻo xa sinh.vn gõ một từ khóa là 7017 hoặc các bạn click vào đường link mô tả của video thì nó sẽ ra cái hình ảnh sản phẩm này ha. Các bạn nhanh tay lựa chọn đi. Mùa này là mùa dịch virus rất là nhiều cho nên là mình rất là khó nhập hàng ha. Bạn nào nhanh chân thì chúng ta sở hữu được cái súng này. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh ha. Mình sẽ luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo sẽ giới thiệu bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa, Asin xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.